chôn anh chết luôn. Gì chôn trời, uống tạo thưởng không? Ăn về để cho cát rồi gom giục cho nó gọn. Ừ. Có trong nhét xuống sàn, đi xuống sàn lụm rồi thời gian tại mày, có tiền thêm. Ờ nước gì đó. Nước ra này. Không có cho bóp đi sư ba. Không. Cái nước này là anh Linh. Trời ơi. Không téo nữa, em téo rồi. Quay. Téo nữa, em téo rồi. Nước này là hồi nãy anh Linh khóc đó hả? Linh đứng khóc dữ vậy trời. Ờ khóc. Quá trời, hôm nay nước lên rồi nghe cả nhà. Má ơi. Gặp tới đầu gối nè. Năm anh em chị em thân chị nè. Kìa, chờ chị kìa, chờ chị kìa. Thầy Vân thương chị lắm nè. Su ca, đứng chờ chị kìa. Thôi chị ta là gì chứ ba ông chàng. Ổn vậy mà buồn thấy ớn trời. Thưa mọi người thì cái con đường đi vô nhà của Su ca nước nó đã lên ngập tới đầu gối rồi đó nha, cả nhà đây nè. Em thương anh Thảo nữa nè. Đó. Ai cho em đây nè, coi nè, thấy không? Cái gì mới nói gì, ai cho em ăn em thương người đó hả? Dạ. Không cho ăn thương không? Không. Suka thích mai lắm hả Suka? Mai ngồi cho em mai mấy nha. Suka thích mai, sáng giờ thợ người ta đang làm ở nhà không tép đi chung đi mai. Rồi rồi. Rồi có biết mai bộ đồ không? Không. Biết mai bộ đồ chưa? Chưa biết cành đâu. Mai bộ đồ để cho mặt á. Không chưa lạnh. Chưa biết làm gì? Không có ra được cái gì hết nè. Chưa biết làm gì nè. Mình đi học mai đi. Thầy học nè. Đi học mai đặng mình may đồ á, nữa mình nhận đồ mình may. Ê. Hiểu không? Chẹo, đang học từ từ. Học hết lớp nữa chứ vợ. Học không có đủ thời gian học. Này khàn tiếng luôn nha quý vị. Rồi sáng tới công chuyện với mẹ nữa hay gì đây? Tới công chuyện với ai Su ca? Tới công chuyện ai giữ đâu? Hả? Yêu là tới chân đầu. Ta đeo sợi chuỗi ta niệm Phật đi cưng ơi. Biết rồi. Nghe không? Ừ. Khi mấy anh em qua lúc nào cũng khuyên Suka chăng á, Suka cũng nghe lời lắm. Phải nghe lời thôi. Ừ. Nhiều lúc lên nóng giận quá cũng mất kiểm soát được. Rồi bây giờ ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi phải không? Kìa mẹ. Mẹ đứng chờ kìa. Cái này phải vô hỏi mẹ. Hô ngập tới đây luôn rồi. Có. Kìa ngập, nước của nay ngập lên tới đây luôn rồi cả nhà ơi. Bán thợ về hết không? Ồ nè nè quý vị thay hết trơn quý vị. Thay một món đây. Em ăn cơm cho em luôn. Thay mấy cái dáng nè. Rồi mới lỡ quá rồi. Mấy ông thợ mới về hay là về lâu rồi? Về nãy giờ rồi. Về nãy giờ ha. Cái này đi hết kêu rồi nè. Mẹ ơi. Kêu là hết có tiếng rồi nè. Con mai ngày có mấy con la rồi. Để mình cập nhật cho cả nhà xem. Quốc rồi quốc rồi lên. Đây. Đây. Cảm ơn anh Thảo thì em thơm. Uống đi. Uống hết. Rồi uống đi uống đi. Cho em ngại làm miếng đi. Biết rồi uống đi. Thì chừng nào em đi làm thì em đi làm đi chứ em đừng có la. Đó vậy chứ biết rồi. Kệ em thương đó. Chừng nào mình đi làm, mình thích đi làm thì mình đi làm. Em thương nó cho chị luôn. Nào mình thích đi làm thì mình chạy đi làm chứ đừng có la làng. Dạ em biết rồi. Ừ. Là khăn tiếng rồi đó phát ra. Mai mốt mà em đi làm thì anh cũng phải ở nhà chứ anh ở nhà anh đừng kiếm đợi tới giờ em về. Ừ. Quá giỏi rồi, khang tiếng luôn rồi đó. Khang tiếng luôn rồi đó. Kể nghe cậu Suka. Mới lần đầu thì chú Nguyễn rồi lên nó chơi. Nói Dương nhường Linh cho cô Mai đi. Cái nó cũng chờ cười ha. Nó cười cái bắt đầu phải không, nó phải, đi phải, lượm phải, gác. Phải lý do đó không? Không biết, chắc tôi nghi không. Vậy cho nên nhiều khi nó không cho đi mài nó bực á, chắc vậy rồi đi chứ không cho nó uống xì tin. Trời ơi, hai thứ đó vậy đó hả chú Quyện? Nói thôi uống xì tin tắt tiếng à. Rồi uống nước ngọt hoài không tốt thì đó. Ừ. rồi Su ca anh làm sao? Nó nghỉ trong bụng nó làm bộ lượm gác ấy. Ừ. Cái nó cằn nhằn cái đi nó đi rồi nó la gì
Ừ. Là không tắt, tắt tiếng là hồi hồi không có tắt tiếng hồi qua lần. Hồi qua lần hả? Dạ. Hồi tối này hồi có tới công chuyện không? Tắt tiếng là ngủ luôn, tôi cho uống nửa viên thuốc thần kinh á. Ừ. Nó ngủ. Nó ngủ tới 7 giờ nó mới thức. Ừ. Rồi thì tắt tiếng ra ngoài cộng tắt tiếng cho nó thuốc. Cho nó uống mà sáng nó mua hộp cơm cho nó ăn cơm sườn á. Ừ. Chứ là tối hai mẹ con không có tới công chuyện á. Không, không không. Không có gì hết trơn, ngủ ngon tới sáng luôn. Vậy đó ha. Cái mua hộp cơm cho nó ăn, ăn xong rồi đưa nó liều thuốc uống. Thế nó nói già con ăn xong con uống, giờ hậu để giùm bàn thờ á. Rồi nó đi rồi cái mới nhìn bàn thờ thấy đó. Còn đó rồi bây giờ biểu ba nó ăn nó uống, uống liền mới được. Vậy đó. Nó uống thôi. Má không dốc ơi, muốn kêu nữa chắc rồi quy tiên luôn á. Chôn hòm chôn. Con uống rồi thôi. Ngày nào cũng uống thuốc rồi thôi. Uống xong rồi thôi, bệnh mới uống. Có ngày chôn ăn chết luôn. Gì chôn trời. Uống tạo khổ không? Không uống mới chôn á. Thôi bớt giận đi. Thôi bớt giận, có giận ăn cơm đi. Suka ăn cơm. Mẹ hỏi vậy thôi. Uống ngày chụp một chặt thôi. Uống chiếc còi hồn cho. Cho hồn. Hiểu uống không? Chết luôn á. Mới có tắt tiếng thì uống. Uống ngày chắc không. Liều à. Thì đấu ngủ uống nửa viên có cô ba này nữa. Ngủ ngon. Có đâu gì. Lại luôn, ngày nào cũng lại chứ. Không uống mới lên cơ bệnh. Mai mốt có gì để vô bao gác thải chứ không có thay nhét dưới sàn nữa, lụm hoài không có nổi. Ai nhét? Còn chân đi được thì lụm được nè, còn chân đi được còn giỏi nè. Đó là nhờ Phật trời phù độ uống thuốc ngày nào mày. Sau này cũng có chôn luôn chết sao không? Sao cũng theo ông theo bà có sao không? Ngày nào uống thuốc hết trơn. Bệnh thì uống. Mà gác thải thì lấy cái bao vô, không có xuống sàn, không có cho vô nữa. Tỷ mà kỳ ra xuống sàn ngày nào cũng gom rác đi. Cái thùng rác của người ta để đâu dục hết rồi. Nè cái này nè, lấy rác đâu có ai mà khá nổi. Dạ. Ở dơ sao khá nổi. Hai thùng rác ở đâu mẹ mua để trước thùng ở trong bếp thùng. Giờ mình đi ra chợ mua cái thùng rác đi. Mua rồi. Mình để. Giờ mua mình rồi. Lấy cái bao, lấy cái bao ra rồi để vô chứ ai đâu mà mình quét dọn giờ. Nè ở nhà chuyên rác quét dọn sâu ở nhà rồi làm ăn gì có tiền. Tức là Suka nó muốn là ở dưới là phải sạch sẽ. Sẽ là măng mới phát lên thôi. Phải không? Thì xong thương cái nhà này tao dọn. Ai mượn mày dọn mày đã đặng. Trời ơi, xuống ra ăn sống năm đổ đâu có sạch sẽ. Phải như được kỹ càng vô nhà cửa. À, cửa phải đẹp phải không? Đẹp phải sạch nữa. Nếu có tiền dở là hết. Tiền đâu? Lấy lắc từng ngày có tiền mà ngày nào con đi làm thì mẹ ở nhà con cũng phải đi làm cũng kiếm được mớ nào đó. Ngày làm có 30 ngàn biết chừng nào mới dỡ được cái nhà Suga. Đỡ gì lay gai bởi vì khổ còn khổ. Chứ dư giả đâu nói gì đó. Gì đó hả? Ăn cơm đi em với chị ăn đi. Thôi ăn cơm đi nói ra không muốn ăn cơm nữa. Chị ăn cơm ăn đi. Bữa nay ăn gì vậy ta? Chuột. Mấy chị em mình ăn chuột hả? Bà chị của em cũng đi đang làm vịt xào chao. Với cành cải. Gũ ăn. Gũ ăn vịt xào chao. Cành cải. Ừ. Sáng giờ Suka ăn cái gì rồi? Sáng cơm sườn, giờ này ăn cơm với chuột nè. Trời đã rồi. Đã ghê luôn. Sáng cơm sườn không ăn? Không ăn hủ tiếu giò heo hả? Ăn cơm luôn anh. Ăn rồi. Ăn đi. Hai thùng gác, vậy lên tao để vô bọc đàng hoàng, để vô thùng gác. Vậy thôi nữa đi mua 2-3 cái thùng gác đi. Mua rồi đó, nó bỏ đâu có tiêu hết rồi. Ủa kỳ hả? Mấy thùng gác đâu Suka? Ăn cơm đi đừng dặn em buồn. Làm báo tích tè phải không? Hai cái thùng gác tao mua đồ mũ hả? Không Suka. Bỏ đây thùng nè. Suka nó phải kỹ sạch sẽ. Phải không? Nhà cửa phải gọn gàng phải không? Ừ. Thấy sao gọn gàng? Cái này hai thùng rác này còn để giấu nè. Ăn về để vô rác rồi gom giục cho nó gọn. Ừ. Có trong nhét xuống sàn đi xuống sàn lụm rồi thời gian này mày có tiền thêm. Mày dẹp. Nói gì? Thôi bỏ qua đi. Vụ rác thải á, bởi vì bực. Rồi, vậy đó hả? Vậy là mình bực cái vụ rác phải không? Chứ không phải cái vụ kia phải không? Vụ nào? Cái vụ mà nhiều gì đó. Anh yêu á. Không phải. Không phải hả? Không
vụ rác thải rác đưa lên cái thùng rác mà tao để y tin đó cho tao nha, chứ không có dẹp nha. Thôi để đi, nào mình sửa nhà sửa chữa xong xuôi trơn cái bắt đầu mình dọn cái một luôn vậy đó. Nào mình không? Lắp đó bây giờ mà dọn nữa làm nữa mới ăn sẵn rồi muốn dọn nữa à. Chưa có xong cái nhà nữa. Nào xong hết trơn đi cái mình dọn cái một luôn bực cái bắt đầu la làng la mẹ luôn hả Suka? Ừ nó nói bỏ gác tùm lum á, nó giục không mà nó nói mình ăn cơm thêm anh hả? Ăn đi mới ăn rồi. Có dục không? Không có dục chết rồi luôn. Nó lụm. Bữa nay nói chuyện trầm tĩnh lại ha, khó khăn ha. Ừ, khó khăn. Chết trốn rồi trong nhà. Bữa gì bữa khác ha. Bữa nhưng nít vậy đó. Còn bữa nay già trầm quá ha. Thấy cô hai khó rồi đó nha. Cô hai chị đại. Ở bên kia có chị đại chim sâu, ở đây có chị đại Suka ha. Suka chắc kỹ lắm ta. Thấy không? Hồi đó không bệnh kỹ. Gì đó hả? Đụng xíu là la phải không Út? Đúng không? Mặt có em bị dính lên. Mặt có em bị dính tới giờ tôi vất vả với nó rồi. Gì đó hả? Ừ. Thôi làm gì làm gán niệm Phật cây cưng ơi, cho nó nhẹ nhẹ cái tâm lại. Dạ. Hồi nãy em đóng mới đóng thôi xong mà. Rồi hồi vô làm nữa không? Ai làm? Mấy chú á. Xong rồi vô. Chú xong rồi làm cột đó. Bởi gì? Ngày em làm mớt, ngày em làm mớt. Ông mới ổng gì ăn cơm chút lợi. Để hồi hai ông thợ lại con hỏi thêm về công việc làm tiếp tục. Rồi để coi ông lãnh như thế nào đó rồi mình tiếp tục sửa chữa nhà cho Suka. Này tiết lộ cho Suka một cái tin vui nè, cho Suka hết hết buồn, hết quậy, hết giận nha. Dạ. Đó thì có một chị Mạnh Thường Quân ở Úc là hỗ trợ tiếp là cho sửa nhà cho Suka là lót cái la phong, chịu không? Ha. Lót cái la phong luôn. La phong là mát luôn. Thì để hỏi ông thợ coi là cái chi phí là lãnh mão luôn là bao nhiêu. Rồi có gì à, anh báo lại với Mạnh Thường Quân rồi anh cất anh xây cái la phong cho cưng luôn ha, còn cái phòng thì vẫn làm cho chị, cho anh chị ở khác. chịu không bắt tay thầy nè. À, ok anh chị ở không nhưng đây. Mà ở đây nhưng mà muốn ngủ thì ngủ ngủ đâu khác. ngủ đâu bữa đó em ngủ Suka ngủ trong phòng. nếu mà cất cái phòng là Suka phải ngủ trong phòng. Đúng không, gái là mình phải ngủ trong phòng. Dạ. Rồi mà sao anh hỏi này sao mà giấc tối ngủ không đóng cửa kìa? Không. Sao kìa? Phải. Tại sao? Mở ra sợ làm chết à. Thôi không có đóng cửa, mở cho không? Ủa? Tại vì nhà cửa. Ví dụ như hàng xóm thì nào mình bị bệnh thì sao? Ừ. Mở cửa ra đi, cởi đi. Tiếp khách, nhà cũng có khách. Thì ban ngày mình mở nhưng mà tại sao ban đêm mình không đóng cửa lại? Không có đóng. Nó bị nghẹt. Khí thở của mình là oxy. Không có cho đóng. Mở gì đi. Anh làm gì hết? Anh sợ dạo hả? Không phải, tức là tối. Phải kìa, hàng xóm ví dụ cô chú bác gì nè cũng thấy mở ra cho có đèn bọng người ta làm công việc này nọ người ta cũng biết là vậy biết. Rồi cái đó là ban ngày, còn ban đêm là mình phải đóng cửa lại cho nó ngủ đồ cho nó thoải mái. Em không chịu. Thằng ơi. Tại vì nè bà con cô bác chú gì anh chị em cũng mở cửa ra đi, chừng nào ấy sợ chết ngộp nó ngộp cũng được. Cho kia. Đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ừ. Sao vô? Nói nghe coi. Sợ ăn trộm này kia nó giá cái cây bị lớn. Trời đất ơi. Mở cửa mới sợ ăn trộm thì mới đúng. Nó không sợ nữa đấy. Cũng như đóng cửa mình ngủ giấc ngủ đã leo vô rồi mình không có đường đỡ. Biết không? Nó nói vậy. Trời ơi. Có đường chạy quá. Vậy cái này là nè vậy là mở ra đi rồi mình muốn vô mình muốn kiếm muốn lấy gì lấy ha. Có nghĩa là mở cửa ra cửa cộng chứ ấy thế mà mình cũng chưa có cái gì chưa có cái gì rồi. Bây giờ mai mốt là các hay nhà là mình sợ cái gì các nhà xong rồi mình đóng cửa sợ gì nói nghe đóng cửa đâu hàng xóm thôi rồi lỡ giấc tối mình ngủ mê quá người ta vô tao lấy điện thoại sao trời ơi có nè
đâu gì đâu lấy. Điện thoại em đó, bây giờ em có điện thoại gì đó. Ừ. Hành à. Nói chung á mình đóng cửa lại. Cái lâu đó mình gác đi cái tôi đóng. Nè nè. Bữa đó khang cũng như cái lâu đó ai ai kêu ai tôi đi. Cái bắt đầu nó quậy tôi luôn, tôi hết đi luôn. Dạ. Em thấy mở cửa không? Nè nó nghe nè. Ban đêm á mình tối rồi, giấc tối là mình trước khi mình đi ngủ mình phải đóng cửa lại, mình để cửa mở cửa trần quạt á, ban đêm á không nên á. Sao ai kêu vậy? Thường là vậy á, ban đêm là phải đóng cửa. Rồi anh có ngủ không? Hả? Anh có ngủ đây không? Ai ngủ đây mình kêu đóng cửa vậy trời. Không, ý nói là ai cũng vậy, nhà nào cũng vậy, có ngủ phải đóng cửa lại hiểu không? Vậy đó, giống như bên bảy cũng người ta cũng đóng cửa vậy. Ta đóng cửa không á. Ngọt em. Cưng ngủ cưng mở cửa ra là cưng mở cửa ra là không nên đó nghe. Vậy tỷ có cửa có cả gì sao? Nhà giàu hả? Ví dụ nó ẹt mày rồi. Không bây giờ nói về tỷ vậy thôi. Bây giờ là Suka giàu hay nghèo gì cũng phải đóng cửa lại. Đúng, đúng không? Không nên á. Chắc tối ngủ không có nên. Đọc mở cửa ra không có nên. Mở cửa cho thoáng mà. Chắc khuya 11, 12 giờ á. Không có nên. Đóng cửa lại. Hiểu không? Có cái phòng đóng cửa lại hả? Ừ. Đóng lại, đóng cửa lại. Đóng cửa lại là nó an toàn hơn. Dạ. Với nó tốt nữa, đừng có mở cửa ra ban đêm ban hôm, đừng mở cửa ra. Cửa này nè. Ừ. Cửa này nè. Cửa này nữa nè. Tức là cái cửa sắt này nè. Ừ. Cửa sắt này nè. Đó, cửa sắt á. Hiểu không? Chứ đừng mở cửa ra trời. Nhà đã ngủ là ai cũng vậy trơn á, tối nào nhà nào cũng đóng cửa trơn á. Đâu có ai mở cửa. Ừ. Mình mở cửa ra là không có nên đó nghe. Ừ. Nghe không? Nó không nghe lời. Mấy anh nói anh nói nghe không? Có gì đâu mà đóng. Mà đúng luôn á là những người ngày xưa đó mà cái nhiều cái dùng á là ta ngủ trong tối không có đóng cửa. Em cũng có đóng cửa đâu. Có nhiều dùng á là ngủ không có đóng cửa. Thì đóng cửa đâu bình thường. Nhưng mà cái đó là cái số lượng nó như là ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ là ngủ phải đóng cửa lại. Nhưng mà mình đóng cửa. Nhưng mà anh coi em kéo thử mà. Cái cửa này giùm em coi. Kéo thử được. Anh kéo thử coi em mà nhớ từ đi nữa kéo được. Sửa có gì đâu. Sửa lại. Sửa lại. Đổ nhớt vô kéo được à. Sẵn rồi sửa nhà sửa. Lâu rồi không có đóng hả? Bao lâu rồi? Lâu rồi. Từ lúc cậu em chết tới giờ là năm nay. Thì anh không có sao đâu. Ủa vậy lúc ở nhà mình có đóng cửa đâu? Lúc ở nhà thì đóng một mình thì đóng cửa. Dạ. Nó kỳ vậy. Cậu em chết rồi tới giờ em không có đóng. Ngộ trời, ngược đời với người ta không trời. Không hiểu. Nhưng mà anh góp ý kiến gì đó. Như bà con người ta cũng nghe là Suka nói là ngủ không có đóng cửa đó. Dạ. Thì mình ngủ mình giấc tối mình phải đóng cửa lại, ban ngày thì mình mở cửa ra. Dạ. Đón tiếp bà con này, người ta lại chơi này kia, còn dạ. Mà khi mình giấc tối ngủ là mình phải đóng cửa lại. Dạ biết rồi. Ừ. Cái thứ nhất là nó an toàn, rồi cái thứ hai nữa là nó tốt nữa, nó không mở cửa ra không nên ban đêm. Dạ dạ. Nha. Dạ. Thì anh nói như thí dụ như về tâm linh thì nói nhiều là em cũng hiểu rồi. Mọi người cũng biết. Ban đêm ban hôm giống như nhà mình mở cửa ra thì ai muốn vô ai muốn ra. Ừ, đúng rồi. Hiểu chưa? À. Ừ. Nói gì đó. Ồ, mấy ông thợ tới luôn hả? Rồi. Cho hỏi chút xíu ơi, là cái này là còn 3 cây nữa là xong luôn hả chú Năm? Ừ. Đóng phòng rồi đó anh. Đóng phòng rồi hả? Ờ, chừng nào là phòng đi tính. Làm phòng đi. Giờ là còn 3 cây nữa là xong rồi đó ha. Rồi, 3 cây nữa là hoàn thành đó. Dạ. Sao thấy có cũng còn mấy cái miếng dán nó cũng mục đó, mình không thay luôn. Cái nào? Rồi đó, để mình trong đó. Có 3 miếng đó đem trong kia kìa. Ừ, 3 miếng dán hả? Ừ. À, tức là mình tận dụng mấy cái miếng cũ lại phải không? Ừ. À dạ. Chứ mình đâu có bỏ được. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Năm. Ừ. Nghĩa là khúc nào lành nữa mình lấy. Ừ. Để em đi mua nước cho anh thêm nữa không? Thôi có rồi. Chứ không mua thêm nước ngọt nữa hả? Được rồi. Bây giờ mình cập nhật tiếp nhà cửa của Suka. Cũng như 3 cái ấy thì thêm vô đây nè. Thêm cái nào mình tháo ra rồi nè. Dạ. Là chú Năm sẽ còn thấy cái này nữa. Đúng rồi. Cái này mình chưa đóng dán thôi. Dán chưa đóng rồi mình cài lên á. Không? Ờ, đóng xuống là nó cứng à. Dạ. Cái này mình chưa đóng thôi. Dạ. Rồi chú Năm ơi, con hỏi chút xíu. Thì bây giờ là hiện tại là bây giờ là mình nhận cái giá là làm như vậy rồi, bây giờ là ví dụ như thêm cái vách nè, là chú Năm có làm bên đó luôn không? Nào. Ví dụ như cái vách nè, buồn nè, bây giờ mình làm bằng thay bằng alu rồi đó. Chú Năm có làm không?
thì làm thì hôm qua có nói đó, có làm thì thằng này tao cũng khai tao làm luôn. Dạ. À, còn thí dụ như La Phong. Thí dụ như La Phong. La Phong thì thằng này người ta cũng có lãnh vậy. Chú Năm lãnh là chú Năm làm hay là người khác làm? Hả? Tôi lãnh, tôi làm. Làm được ha. Bây giờ cho con hỏi đi. Con hỏi sẵn ở trên clip này con hỏi luôn. Ta hỏi thử nha. Ừ. Thì bây giờ là chú coi thử coi từ ở ngoài trước ra ngoài sau đó là bao nhiêu thước, rồi chú coi chú đo thử giùm con đi là chú định giá là mão là bao nhiêu. Lấy chút vuông, lấy chút nhiêu kéo vậy. Cái này vậy, 1 mét vuông như vậy hỏi giá nó mới được. Dạ thì bây giờ chú cứ đo trước đi. Dạ, rồi có gì chú báo cho con sau. Nó sẵn là thí dụ như chú Năm làm thì con nhờ chú Năm làm cái một luôn vậy đó. Cho nó tiện luôn. Khỏi kêu người khác. Thì chú Năm vẫn làm luôn ha. Rồi bây giờ đo luôn đi. Thương hơn chim con. Vậy đâu có hạnh phúc, vợ chồng vậy. Ê ơi. Không như từ cái mặt buồn mặt vách ra tới ngoài trước. Chồng nói đi. Dạ. Tôi ở ba mặt con rồi đó. Mà không khi nào này gỗ, cứ gỗ. Vợ chồng tôi. Giờ tới đó mình luôn. Cái này nếu mà chị là làm tới đây thôi tại vì mà trước thấy nó thấm rồi phải không? Tới đây rồi 4m6. Dạ, 4m6 phải không? Còn ở phía ở trong phòng. Phía trong phòng nó ra đó chừng 2m mấy hay gì vậy? Kính thưa mọi người, sẵn ở trên clip mình nhờ chú Năm ông vừa lại ông đo luôn. Nên mở đèn cho cả nhà cập nhật cho cả nhà xem. Cái này La Phong này lót trong vòng nửa buổi là xong rồi, nó mau á, nó cũng dễ lót luôn nữa. 1m6 như 3m 2m6 đó. Này là mình hỏi ở bên chỗ người ta bán La Phong rồi mình đúng rồi. Báo giá ha. Báo giá mới được. Dạ. Còn cái này ngày hôm qua có nói rồi, cái này là mình mua thêm cũng như mình mua 100 thước bổ đi. Ừ. Không, chứ mà rồi bao nhiêu cây? 4 cây luôn hay gì? Thì mình tính cây á. Tính cây luôn ha. 100 thước bổ đó. Với mà 4 miếng alu đó với cái rừng cái bên kia 2 miếng nữa là 6 miếng. 6 miếng alu đó. Tổng cộng là 6 miếng alu ha. 6 miếng. Dạ. Bây giờ nó có cái loại bổ là đủ. Nó giả gạch đẹp lắm á. Đúng rồi. Muốn màu muốn màu nào cũng có chân, tùy theo mình lựa màu thôi. Dạ. Cái đó chú có tính khoảng tầm chừng nó khoảng bao nhiêu không? Ví dụ như cái phòng trước. Thì mình tính có cái vách trong nó có 2 miếng alu à, nó dần vô cái vách đó. Với bà ơn trước này 4 miếng nè. Là nó 6 miếng là mình dừng hết nó mới lọt ra vô được cái buồng đó. Nếu mà mình không dừng hết là nó không có lọt vô cái buồng. Là nó khoảng bao nhiêu chú? Thì, chú có tính hao chưa? Chưa có tính. Dạ. Thì bổ này thì mình chưa có biết là nó bán giá mấy 1m á. Thì bây giờ chú cứ hỏi đi. Cái phòng với La Phong luôn. Đó rồi cái còn cái phần này thì con sẽ trả trước cho chú cái phần sửa này, sửa chữa như này. Chứ mình mua thêm mấy cây này nha, để cây nào nữa, không nói là mình không có mua được. 4 cây. Mua 4 cây này nè.
nó sập hết rồi, nó hư rồi, để hết rồi. Rồi bây giờ cái phần cái phần mà hôm bữa mình lãnh đó thì con sẽ trả trước cho chú cho nó ok hết rồi. Rồi cái này thì nữa mình tính chung chỗ này luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Gom lại cho tính chung luôn. Rồi. Dạ. Rồi thôi mình cải này đi cải. Rồi bây giờ là thay tới bắt đầu tới thay cái cây cột này ha. Dạ. Cải đi làm cái gì đó. Dạ. Chú có cần ứng tiền không là con đưa trước luôn hay là con trả tiền của không, ứng bên thợ? Muốn đưa cũng được, còn dạ. Không đưa để nữa sao. Bây giờ con trả cho bên thợ mộc bên mộc trước đi ha. Bên cây trước đi ha. Dạ, tổng cộng là bữa là 15 triệu mấy đó. 15 triệu 327. Dạ. Rồi bây giờ con gửi rồi chú nhận giùm con luôn ha. Rồi. Cô chú anh chị thì cái số tiền mà sửa chữa nhà cửa của Suka đó là của bên Trang Hoàng Thảo Blogger. Thì hôm bữa đó là mua cây với tiền thợ luôn, tiền thợ lãnh là bữa chú lãnh là 6 triệu đúng không? Đúng rồi. Dạ 6 triệu. Còn tiền cây là ở trong cái giấy là ghi là 15 triệu 327 ngàn, bây giờ con đưa cho chú trước là 15 triệu 327 ngàn. Còn cái tiền kia thì khi mà mình hoàn thành hết trơn luôn đó thì mình tính cái mộc luôn ha. Dạ giờ con đưa tiền vật liệu trước ha. Dạ 1 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 triệu. 15 triệu 327 k. dạ đưa cho đúng luôn là của cho chất liệu ha, đó 20 phải không? Dạ rồi đủ ha. Dạ thì cái số tiền này là của Mạnh Thường Quân, là của gia đình anh Lý Hải ở nước ngoài giúp đỡ cho Suka. Thì Thảo xin cho bà con thêm một cái tin vui nữa là cái số phần cái nhà đó là có cái phần la phong là của một chị ở Úc nha. Thì cái này là để chú Năm ổng đi hỏi giá cả xong xuôi hết trơn luôn á, rồi chú Năm sẽ báo giá là cái phần la phong là sẽ của chị ở bên Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Dạ rồi thì cảm ơn tất cả quý bà con cũng như là cảm ơn gia đình của anh Lý Hải đã giúp đỡ cho Suka thì được cái sửa chữa nhà cửa như thế này thì rất là vui. Rồi con cũng cảm ơn chú nha, thật là nhiều nha. Rồi tiếp tục thì chú làm đi chứ. Rồi chuẩn bị tiền của chú đó để đóng phòng Nguyên Ương hả Suka? Phải không? Phải phòng Nguyên Ương không? Đóng phòng à. Đóng cho ai ngủ mà mình anh Suka ngủ với ai ngủ nữa? Mình nói nè phải không? Ở đây một cái xưởng Thanh Hảo ở An Phong. Kiếm alu á. Alu giả đá. Alu giả đá. Không, tại nãy tôi chỉ đâu cánh mình nói. Tôi nói lựa màu. Nhân viên nữa. Chị ơi, thư ký đây ngon chắc chị. Qua đây làm thư ký đi. Học 12 rồi. Cái toán cũng được. Nghĩ đi các chị nha. Tính toán được không? Nghĩ đi các chị nha Suka. Không biết là chặt gì được. Biết không? Biết không Suka? Tháng 20 chai. Uống đã luôn. 20 chai chị tiên. 5 triệu 526. Có đây không nói giờ Suka. Không, tao bớt rồi. À, bớt rồi. Nhiều quá thầy giúp bệnh hôm qua bớt rồi. Cũng còn đau. Mà có đỡ không? Đỡ. Ngủ ngon không? Được. Có nằm mơ không? Không. Mà bây giờ tôi hỏi thiệt nè, giờ xây cái phòng nó vui không? Vui. Ừ. Là vô nữa vô nó ngủ nha, không có ngủ ngoài nha. Dạ. Nói mẹ là hai mẹ con ngủ mà không có đóng cửa gì cho. Cửa trước nhà nó không có đóng. Sừng à. Cái nữa nó làm nó ngủ ở trong nó cũng đâu có đóng đâu. Em ơi dẫn đi coi cái alu giả đá coi. Ok ở phía trong hả? Ủa chị tưởng nó bên kia. Bây giờ hiện đại bây giờ mấy cái miếng alu đẹp lắm nha mọi người. Quá trời máy móc nè. Rồi lại ngay xưởng lớn Thanh Hảo ở An Phong.
ôi ôi, ôi. Cái này là lót sàn ha. Này nè anh, giá đá nè. Ơi Suka, cái này đẹp lắm nè Suka. Này như nhà tường vậy luôn á. Cái nào đẹp hơn vậy? Ai biết đâu Suka chọn màu nào. Thử. Chưa để chụp hình chọn màu thử cái. Trời ơi. Ôi, coi nó bị banh luôn rồi mà. Ừ. Chọn màu hả? Mà bị banh mau dữ không? Từ từ. Quá trời, quá mừng rồi. Không phải đâu mà cái điện thoại chờ banh nhanh. Quá trời Suka nó mừng rồi. Đợi một chút xíu chọn. Ồ, màu đẹp không thôi. Màu này quá đẹp rồi nè. Màu này sáng này Suka. Nó mấy mẫu lần em trai? Mấy màu lần? Hai màu. Ủa, con này với màu đó rồi. Hai màu hả? Cái này đá phong kiến nha. Dạ, còn cái kia là đó da gỗ. Chỉ chụp hình lại vậy kìa. Mình gửi mẹ nuôi hả? Tính gửi mẹ nuôi hả? Ôi, chụp hình gửi cho ai? Cho Út thử, hai thằng thứ ba thử coi con nó chọn được màu nào. Trời sao ơi. Em không chọn đi? Con chọn đi, con chọn này em con chịu à. Màu này đẹp nè. Không, tôi thấy màu trắng này đẹp nè Suka ơi. Trắng nó sáng mà nó trắng nó sáng lắm á. Màu kia nó hơi tối. Không, cái màu này gan gạch luôn nha. Ừ. Dạ. Đẹp ghê luôn. Cái này lưu giả đá mà. Suka này chồng lại nghe quý vị. Này đỡ lại đó. Đỡ đó. Sáng bỏ đi hết lần hỏi em ruột hỏi em thằng nữa hả? Mình xà thứ coi mình thích không mới được. Xà thứ coi nó sao? Cái này một miếng bao nhiêu tiền em trai? Một tấm gì 570 ngàn hả? À, khổ mấy gì cơ? 270 ngàn chứ lộn. 270 nha. 270 nha. 270 nha. Mét mấy là dài, mét mấy là cưng. Ờ đúng anh rồi. Linh chọn màu nào? Anh chọn màu nào? Trời ơi, trời kêu anh Linh luôn. Anh chọn màu nào anh Linh ơi. Anh chọn giùm coi. Anh chọn đi. Em à. Sao? Em được nhà anh Linh á, anh hỗ trợ đó. Anh Linh hỗ trợ đi, anh Linh chọn màu coi anh Linh. Chọn giùm thôi chứ đâu có cái gì đâu không? Ở bên kia là một mẫu nữa hay là bên kia khác? Bên kia cái nhưng mà nó thuộc màu khác, nó màu trắng không phải không? Dạ. Dạ sao không thờ hát vô. Không cô ơi, đúng không cô ơi. Không. Rồi con thích cái nào, hai màu đó con thích màu nào? Tự con thích đi chứ con đâu có kêu ai được. Ừ. Tự con thích đi. Lấy màu này đi. À, màu này thì nói chung ra mấy anh em YouTube cũng thích màu này luôn nè, đẹp. Cái màu này là kêu như thế nào? Để coi màu này. Dạ, màu trắng. Cái chân cái này màu gì á? Màu rồi, bây giờ chọn màu xong rồi kêu ông thợ tính ra thuốc vuông hay sao? Thì bây giờ Suka nó chọn quyết định đi, nó chọn đi rồi kêu ông thợ xuống, điện xuống. Ông thợ tính thuốc vuông rồi điện xuống rồi đây trở lên ha. Ừ. Rồi hiện tại ông thợ đang làm cho nó. Cái này mình có chở lên trên đó không? Bữa không có chở cây rồi. Bữa không chở cây hả cưng? Còn nhớ chỗ không? À. Bữa hổm mới chở cây đó. Mà bữa nay là không có chở đường đó mà chở đường bên lộ ngang sông á. Chứ không có chở đường đó nữa. À, mình cho biết ha. Sao thấy màu này em ha? Đẹp á. Cái này là y gan là gạch luôn. Cái này tầm một phân không em trai? Cái này đâu phải phân. Nó dày á. Chiêu ly, nó chiêu ly. Ly á. Một ly. Hai ly, một ly gì đó. Nó dày. Một hai ly gì đó. Rồi nếu mà mình mua cái này mình gắn lên là mình có cái phụ kiện gì đó mình gắn nó lên không? Cái đó là thợ nó làm thợ. Ừ. Là cái này mình cần phải mua ở đây luôn không? Không, cái này là nếu mà xài cái nhà gỗ thì người ta sẽ bắn bằng ốc vít, còn nhà kêu tiền chế người ta sẽ gắn keo. Cái đó sẽ là phần của mấy ông thợ. Ừ, ông thợ là cái này là chỉ bán. Ở ngoài múa này còn múa nào không Suka? Còn có thấy nào được nó sẵn luôn đi. Ở đây có ba hỏi có bán là thông không? Có bán lao phong không? Wow, lao phong miếng vuông á cưng. Đâu để coi thế đây, coi phải coi đó không? Lao phong miếng vuông á. Không phải. Cái đó thiết mà. Shop lao phong á. Shop lao phong á, shop lao phong. Vì lỡ đây không có shop lao phong. Hai trăm bảy, 270 mà cái phòng của Suka là chắc cỡ với cái
cái buồn luôn á là cho cỡ 6-7 miếng. Ông sao mới viết được, ông đỡ thiếu một miếng. Ông hồi nãy nghe ông Thọ nói là 6-7 miếng. Thì cái màu thì Suka nó chọn rồi. Rồi. Còn cái nữa ông Thọ ông tính bao nhiêu cái làm cắt ông lấy bao nhiêu à? Như vậy. Cái điện cho ai Suka? Dạ không có điện cho ai hết trơn. Đâu hỏi Út là ơi, hỏi Út với anh em coi chịu màu đó không? Điện luôn đi. Màu vàng với màu trắng. Cái làm cái buồn vậy đó. Từ chối rồi. Chắc làm cái mặt buồn mặt từ chối rồi. Cái đó luôn á. Từ chối rồi. Làm đó luôn đẹp. Trước luôn thì hơi gặp đó em muốn thảo. Con ơi, hai màu đó con chọn màu nào ạ? Hai màu đó con chọn màu nào? Màu nào? Màu nào nhắn tin qua chị coi. Thích màu nào? Ồ vậy thôi. Ồ vậy. Ồ được rồi. Được rồi, màu trắng hả? Ờ. Màu trắng đẹp, màu trắng đẹp ha. Miếng đó đẹp. Để màu trắng đi. Đi ra nhà tường luôn đó chú ra. Rồi nữa làm đó là ngủ trong phòng hay ngủ ngoài? Ngủ trong phòng. Chứ ngủ ngoài làm tao gỡ ra lại đó nghe. Dạ. Ừ. Ngủ ngoài là gỡ phòng ra đó. Dạ. Nói là nhớ nha. Ngủ hai người nha. Ngủ phòng có đóng cửa không? Dạ. Chắc không quá. Ngủ hai người mới được đó. Ngủ người đó buồn heo à. Tính ngủ mấy người? Hai người. Ngủ với ai? Nhắn. Ba miếng như cưng. 270.000 miếng mà trong phòng bao nhiêu miếng? Không để nữa vậy. Ông Thọ tính không ngờ tính nha. Trong phòng của Suga mà hỏi ông tiệm này sao không biết. Có số không nằm không? Nằm không có. Mẹ nhà có điện thoại không? Không luôn. À, mẹ cũng không có điện thoại của mình, anh có Suka có cái điện thoại một không cái. Mà nãy có anh kia anh điện xuống chủ này nè là kêu chủ điện lại cho anh có làm việc không đó không không, không vui không dạ vui à. Như cái anh gì mà không gọi có buồn không buồn đó cái này Suka nói nha. Dạ vui sao sáng hát quá vậy sáng sao hát vậy? Cái vụ lụm gác ơi, bữa nào vui thì thôi, bữa nào buồn thì đuổi chứ không. Sáng đuổi đó. Không. Nhưng mà xin lỗi rồi. Xin lỗi rồi. Không mà vui buồn gì chiều cũng đuổi à. Nhưng mà mình anh em cũng không có kêu Suka xin lỗi cho khán giả, tại biết cũng hiểu là Suka có một cái biểu hiện lạ như vậy đó, thì cũng thông cảm cho em ấy chứ đâu có ai trách hờn gì ba cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tự Suka rồi suy nghĩ lại rồi, thì xin lỗi anh em là kêu đừng có giận, đừng có buồn. Mà mấy anh mấy chú đâu có giận đâu. Dặn là về đâu có quay Suka nữa, đúng không? Tính giống Suka gì mà dặn. Ai mà dặn là giống Suka phải không? Dạ. Hoàng chứ ghê không? Hoàng quá hoàng. Những gì nói cho anh em cô bác hiểu. Ai không hiểu giống Suka gắn chịu nha, nói trước. Rồi, kính thưa quý bà con, hôm nay dẫn Suka đi mua cái alu nha, để làm cái phòng nha quý vị. Vậy hả? Vậy là để nó đi rồi, tới nửa ông tính cho bây giờ đây cho một miếng là mấy miếng là 2.7 rồi đó không? Rồi đó nữa. Một trăm. Rồi về nữa nói với vợ nó mua tính thì chỗ rồi trở lại nha. Rồi. Thì đây có hai màu đó, thì nó màu trắng là biết rồi. Màu trắng. Cái đó khi mình trở lên là có tính tiền thêm không hay là ở đây ta? Không tính tiền thêm á. Bao xe à? Cái này mua nhiều nhiều của Suka chứ mua 1 tấm là trở lên lỗ chứ luôn. Đó thì sao? Mua cả nhiều tấm Suka đâu, theo Suka đón coi. Đón cả nhiều tấm, đón thôi. Quay qua đây đón. Suy nghĩ coi, nếu mình làm cái chỗ Suka là cả nhiều tấm? 8 luôn rồi đó. 8 cái 8, hả? 8 tấm vậy. 8 tấm? Ừ, 7-8 tấm vậy để coi ông đo lại. Ừ, để ông đo lại ha. Mua hết trơn nó đem về luôn đi. Đâu tính nhẩm coi ta, nếu mà 8 tấm mà 8 270 đó tính bao nhiêu tiền? Tính nhiêu tiền? 270 hơn. Thôi chứ 288 mà 48 đi coi. Chưa để nha tính coi. Không, bây giờ nếu mà cái phòng của Suka mà nếu mà ốp alu ở phía trong thiết luôn á là có cái chồng tấm. 1 triệu 6 1 2 triệu. 2 triệu để coi tấm 200 mấy? 270. Yếu rồi, hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu không? Không, nhân thử ơi. Rồi nhân thử. Nhân thử, im, nhân cho 270.000 nhân 8 thử ơi. 1/12 đó nha. 270. 12/1 đó. Phải nhân 8 không, phải nhân 270 à.
giờ thử nhân 8 thôi. 207 nhân lên 270 nhân cho 8 bằng nhiêu? 2.1 rồi. 60 nhân 10 thử xem. Nhân 18 luôn rồi. Nhân cho 10 hả? Ừ. 270 phải 2.7 hả? 2.7. Ờ. Không, nếu mà đoán không lầm thì trong phòng Suka là ít gì cũng 10 tấm ở trong phòng nha. Còn cái mặt trước, còn cái mặt trước đó thì ví dụ bề ngang 4 mét thì khoảng 4-5 tấm nữa, là khoảng từ 14 15 tấm, mười mấy tấm nó hết. Là từ cái mặt buồng với trong phòng là khoảng 15 tấm. Cái đó khoảng là... cái này là mình làm cái gì lao phong luôn được không? Không, không. Có là bông là nó kia. Không kiếm loại shop shop kia, shop giải nhiệt kìa. Có ta là phòng là có cái bên kia. Không giống trong nhà trọ mình nhớ. Thích làm lao phong luôn không? Móc được nhiêu rồi? Được rồi. Không có móc được nhiêu, không nhiều tiền. Khi mà mình làm cái phòng xong á, mình ra chợ khu 2, anh chỉ cho, khu 2 cái gói quyên ương. Nhớ để tên vô nghe. Để tên gì đó? Để tên gì? Ờ, biết thiêu không? Biết thiêu không? Biết cắt chỉ không? Biết có biết thiêu không? Chừng biết thiêu đó. Nếu mà thiêu tên gì Suka? Hả? Cái phòng mà làm cái phòng xong mà gắn máy lạnh cái trời ơi nó mát. Cái đó thì tên qua Tết chưa Tết. Gắn cái máy lạnh mà cô chuối á. Dạ anh lên kêu gắn lạnh máy lạnh mà cô chuối. Ổng rồi kìa, ổng đi đưa hả? Không phải đâu, lại kêu đâu, đó là dân giao hàng. Giao hàng phải không chú? Thôi đi ra ngoài này đi. Chú có giao hàng không? Giao hàng cho trong khu 2 không? Giao hàng trong khu 2. Giao kìa, ông chào. Anh giao cây bên khu 2 phải không? Đem nó không cả luôn đó. Anh giao cây cho ông thợ năm đó phải không? À, rồi. Biết nhà chỗ này chưa? Cái bữa mà tới cầu sắt bỏ xuống đó. Tới đó bỏ xuống không, cái này không có bỏ xuống đó mà bỏ. Kêu ông đi qua đường bên kia đi. Đường bên kia đi, đưa chuyện qua xong. Bây giờ nước ngập rồi. Chuyện qua xong vậy. Nhìn kỹ nhìn mặt ông nghe không hút, ông khác giao là không lấy. Trời ơi. Quen không mà nói đụng đụng rồi. Thôi người Việt. Dạ, nghe Suka, dạ. đứng nghe nói nè. Dạ, nhớ nghe. Ừ. Ra chợ khu 2. Ừ. Mua cặp gói quyên ương. Quá tốt nha. Mà thiếu tên. Ừ. Thiếu tên gì? Hai. Tên gì? Kêu tên gì vậy? Tên gì? Dạ, ông đá ông cái. Đó đó đi ông tính. Ông nào tính? Cái đó đi sợ bảy ngàn. Rồi Suka tính vô mua nữa vậy. Đó, ông tên rồi. Rồi xong chưa mình đi về chứ vô rồi á. Rồi đi về. Rồi vậy trả tiền. Tiền nó trả. Rồi chưa hả? Chưa trả tiền nào mà lấy mới trả phải không? Lấy trả luôn. Lấy trả luôn. Rồi, rồi chọn màu đó đó nha. Nhưng anh Suka. Ông Suka đang nói với mấy anh mấy chú trả góp được không? Trả góp được không chú? Không có tiền nhiều, trả góp được không? Trả góp được không gà? Chú thợ, gà được luôn gà. Bữa nay khang tiếng rồi. Rồi, trả góp, trả góp. Góp nếu mai ngày 30 ngàn đó, góp chắc 5 năm. Trả góp đi, chừng nào thành phẩm cái nhà thôi. À, nhưng mà góp ngày nhiêu? À biết đâu, Việt Nam trả góp nhiêu lấy nhiêu. Việt Nam nữa. Rồi thôi bây giờ mình về nha. Dạ. Tạm biệt đi, tạm biệt anh ấy đi. Tạm biệt anh ấy đi. Tạm biệt ha, cảm ơn. Rồi. Vậy là...